Mình vừa mới coi rất là nhiều video clip của Messi và mình nhận ra anh ấy có rất nhiều động tác rất là hay, một huyền thoại của body fan. Những động tác rê bóng của Messi rất là đơn giản nhưng mà cái quan trọng của anh ấy là một cái động tác nhấp đánh lừa làm cho đối phương bị dồn một hướng và anh ấy đi về hướng còn lại. Đó là những động tác rất là hay của Lionel Messi. Mình có nhưng mà những động tác nó cũng hao hao giống nhau, nhưng mình cũng liệt kê được khoảng 5 cái động tác, 5 động tác rất là hay của Messi. Ok, giờ thì mình đi tập và mình record video clip lại, thì anh em có thể xem video clip và bắt chước tập theo để trở thành giống như Messi nhé. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu đi tập nào.